À, tao mới sực nhớ điều tao chưa bấm nút quay luôn á. Anh em thấy cái góc lái hiện tại bây giờ đang có cái gì mới lạ không? Nó khác cái thường ngày đúng không? Thường ngày mình chạy Cafe Racer thì hôm nay mình mượn được cho anh em một con Rambler Resistance. Chạy nó rất là sướng, rất là phê với phiên bản độ cực kỳ đặc biệt của con nhóc em này trong hội Resistance luôn. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Lát SP nha. Thì ngày hôm nay thì mình muốn mang đến cho anh em một con Bristol Scrambler đời cũ đời 2017. Thì hiện tại là con này đã độ tè le hụt me luôn rồi. Rồi, ok, đợi mình xíu nha, tháo cái nón này ra. Hiện tại thì anh em thấy đó, đây là con phiên bản 2017 Scrambler. Thì tiền thân của Scrambler trước năm 2019 á, thì nó đang là xuất xưởng từ bên của Trung Quốc. Nhưng mà hiện tại thì tất cả bản của 2020 đều dời nhà máy sang Mã Lai rồi. Thì toàn bộ tất cả các concept này bạn đó lấy nguồn cảm hứng từ của Liên bang Xô Viết của ngày xưa. Đó, đây để mình dựng lên cho anh em coi. Hiện tại á, con Scrambler á, như anh em nào mà thích những cái dòng mà để đi vượt off-road hay là những cái dòng mà để anh em đi đường trường thì đây nên chọn đó. Thì phiên bản này hầu như là bạn đó độ từ đầu tới đích hết luôn rồi, thậm chí luôn cả longbo bạn đó cũng đã thay đổi luôn. Thì má cái longbo này nó chạy ngoài đường mà mẹ nó ồn vãi cái chưởng ra luôn. Đây 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 đây, để tôi cho anh em xem một vòng trước nè. Đó, nhìn nó rất là đã luôn. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi từ phần dàn áo trước đi. Hiện tại thì con này nhìn vô là các bạn sẽ biết nó dùng để đi off-road liền. Tại sao? Khi mà các bạn nhìn xuống cái fairing ở dưới đây nè. Đó, cái fair này á, đặc trưng là những cái mà anh em nào mà thích dòng adventure thường sẽ có một cái fair nó nằm trên đây. Cái dè trước nó giống dè nhựa đây nè. Thì bản thân của con Bristol đó thì các anh em sẽ không khó mà có thể mà độ vô được. Thì cái bạn này cũng rất là hay. Một là anh em sẽ chế cái bát nằm ở trong đây luôn. Một là anh em sẽ chế một cái bát nó nằm ở trong đây. Còn hai nữa, phương thức bình dân học vụ nhà nghèo thì anh em sẽ chọn dây rút. Tất cả những cái dòng của con Scrambler á thì nó sẽ là gai rất là lớn. Nhưng mà tôi nói chia sẻ với anh em luôn, toàn bộ tất cả vỏ lớp zin. Cái này mình có sao mình nói vậy chứ mình không có tân bốc xe nào đó, mình không có ai trả phí gì mình hết đó. Thì bản thân mình là người tiêu dùng mình nên phải biết những điều này. Toàn bộ tất cả lớp zin từ con Scrambler, những cái bánh gai lớn cho đến cả Classic, những bánh phẳng hay là toàn bộ luôn, kể cả Cafe Racer của mình, thì cặp lớp nó rất là dởm. Anh em rất là dễ bị quăng xe trong mỗi khi mà anh em đi trong tốc độ cao và cũng như là khi mà anh em đi đường trường. Cho nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ở đây ảnh cũng đã thay cái cặp lớp rồi là Street Enduro. Đây, Street Enduro với thông số là 90-90-18. Thì anh em đừng trách tại sao mà bạn này không rửa xe hay như thế nào hết. Mà thực sự theo quan điểm của Lars nha, mỗi khi mà anh em mà chơi những dòng Classic á, mà con xe của mình nó càng bám nhiều bụi và nó càng nhiều vết chảy xước, thì cái con xe của anh em á, thì cảm giác nó bụi bặm nhiều hơn và cảm giác nó rất là street style đúng không? Nhìn nó rất là hầm hố. Thì như anh em thấy cái phe ở trên đây á, với lại cái phần đèn này đứng là phần đèn zin của con Scrambler luôn. Khi mà anh em mua về là chắc chắn là sẽ có những hai cái phần này rồi. Thì đó là phiên bản cũ. Thì phiên bản 2020 thì mình chưa biết như thế nào, thì mình sẽ liên hệ với lại ở bên nhà sản xuất để có gì hỏi cho anh em biết. Đèn xi nhan zin từ trước đến giờ vẫn là ok. Cặp xi nhan này thì mình cũng chia sẻ cho anh em biết về cặp xi nhan này, vì xuất xứ của con này đó là đến từ nước Áo, của xứ châu Âu. Cho nên á, đó là khi anh em biết nhắc đến xứ châu Âu là những nơi mà
toàn có tuyết đúng không, và những nơi lạnh và sương mù rất là nhiều, cho nên những cái đèn hazard như này thế này nó rất là sáng, và thậm chí nó sáng bừng như là cái mặt trời luôn. Rất mỗi khi mà anh em nào mà chạy trong đường đêm á, mà chạy phía sau con này thì tôi xác định là hai cái mặt trời chiếu lên hai con mắt của bạn là bạn không chạy đâu được hết. Cho nên những anh em nào mà chạy Bridgestone cũng chú ý điều này nha, nếu mà anh em có điều kiện cũng nên thay để đảm bảo an toàn cho người chạy sau. Về cái phần di động của con này á thì nó vẫn giữ nguyên cho mình cái dáng của con Scrambler luôn, nó không có gì đặc biệt, không có gì thay đổi nhiều hết. Nhưng mà ở đây á thì nói về cái phần cùm tay mà cũng như là cái phần tay lái bên đây á, thì bên phía của cô nhóc này đã thay lại toàn bộ mọi thứ. Thứ nhất là ở đây như anh em thấy đây, đây là cái đồ bảo vệ tay lái của KTM, mua chính hãng luôn nha. Nếu mà anh em có để ý thì nó đã bị té và bị chày xước rất là nhiều. Rồi tiếp theo là về cái cặp gương này. Nhìn mặc dù nó giống như con Classic nhưng mà đây là cặp gương CNC. Giá mua bao nhiêu mày? Nhớ không? 950 không? Không nhớ hả? Rồi anh em có thể tìm cái gương này, nó cũng không nhớ cho nên mình cũng không biết. Rồi về cái phần cùm tay lái như bên đây nè, hiện tại toàn bộ tất cả cái cùm này là em nó đã độ lại hết rồi. Có nhiều anh em hỏi thắc mắc tại sao có cái e ở bên đây đó, tại sao FI là có e, cái bộ e ở đây đó. Con này đã xuống bình xăng con nha anh em, cho nên sẽ có kéo e ở bên đây. Bạn đó đã thay cho mình được cùm tay Domino vì bản chất của bạn đó là một con người rất là thích off-road, cho nên toàn bộ cùm tăng tốc Domino này nó sẽ thuận tiện cho anh em mỗi khi mà anh em thóc ga. Đây cái con cùm tăng tốc Domino ở đây, và mọi cái cùm zin của ở bên đây và bộ công tắc này anh đó, bạn đó cũng đã thay đổi hết toàn bộ rồi, tắt mở công tắc ở đây, đóng khóa chốt an toàn nè. Kèm theo đó là những cái đồ trang trí của ở bên Liên bang Xô Viết cũng rất là hay. Mình xin lỗi với anh em xíu nha, mình là một con người không có biết gì về lịch sử và cũng như là không am hiểu gì về văn hóa này hết, cho nên mình chỉ ngày hôm nay anh em mình chỉ focus tập trung vô xe thôi. Còn những cái chi tiết này nếu mà anh em nào biết về những cái thứ này anh em comment ở dưới cho mình biết nha. Ok, đây phần bình xăng là đậm chất của một người lính luôn anh em. Toàn bộ tất cả những cái tem ở trên đây đều là hoàn toàn mọi thứ là bạn đó độ lại hết luôn. Phần dưới đây là phần cục máy nè, thì bạn đó đã lên cho mình đó là cái phần dây tăng áp. Mô bin sườn như cũng đã độ lại luôn rồi, có sẽ nên thay đó chính là cái buri. Thông thường sẽ buri dòng Bridgestone xài tốt nhất là buri Iridium. Cục máy này sẽ đã xuống bình xăng con. Đây là họng ga 30 đến theo như bạn đó chia sẻ. Có thắc mắc là nếu như mà xuống bình xăng con như vậy thì còn cái kim phun với lại con ECU nó sẽ như thế nào, thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn hai cái thứ đó, là anh em sẽ bỏ đi, anh em sẽ không sử dụng nữa, tại vì anh em đã xuống bộ chế hòa khí như thế này rồi. Và mình cũng nói luôn nha, nếu mà anh em nào mà có ý định từ bình xăng con mà muốn lên lại FI thì cũng sẽ rất là khó. Nếu mà FI xuống bình xăng con thì rất là dễ, nhưng mà lên lại thì hơi khó. Cái phần để chân này là anh em thấy nó sẽ không có phần nệm, toàn bộ tất cả của nó đều sẽ có gai bấu để cho phù hợp mỗi khi mà anh em đứng lên, để mà anh em đi off-road trong những cái những con đường cung đường xấu, hoặc là anh em đi Đà Lạt, anh em đi vô khu những cái khu như là cây thông cô đơn chẳng hạn. Nhà sản xuất mỗi khi mà xuất xưởng một con á thì nó sẽ có nhiều cái lỗi khác nhau hết, không có con nào có lỗi giống con nào hết đó. Nhưng mà riêng đặc biệt của con này thì bạn đó vẫn đang giữ zin cho mình luôn, đó chính là cái phần của ben dầu đạp này, nó không có bị lỗi. Hiện tại thì hầu như toàn bộ tất cả, nếu như mà anh em nói con này bị lỗi về ben dầu thì mình sẽ quay cái bánh sau để cho anh em biết thử coi nó có bị bó thắng hay không. Quay cực kỳ nhẹ nhàng luôn đúng không anh em? Vậy thì chứng tỏ là đâu có phải là con xe nào cũng sẽ như con xe nào mà cũng sẽ bị cái lỗi bó thắng đó đúng không? Việc con này sẽ bị cái này bị cái kia đó là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí ngay đến cả Ducati hay là BMW, toàn bộ những cái đó mặc dù có quy trình rất là gắt gao nhưng mà họ vẫn có lỗi, đừng nói chi là những cái dòng xe Bridgestone Classic giá rẻ như thế này đúng không? Thì ngoài ra thì bạn đó cũng đã độ lên cho mình gọi là cái phần cái túi bên hông này, cái túi da này, nó vừa tiện lợi cho anh em là mỗi khi anh em đi xa anh em có thể bỏ đồ, vừa bỏ áo mưa này, vừa bỏ những cái đồ dụng cụ để sửa xe cũng được. Bô xe bằng này đã hoàn toàn làm lại hết toàn bộ cái lon bô này luôn. Đây là lon bô Classicus, thì bạn đó đi nguyên full từ cổ tới bầu và chấm tới cái lon bô xe này luôn, và thậm chí là khắc ngay cả trên đây, và bạn đó khắc ở trên đây một dòng chữ của chữ Nga. Mình xin lỗi, mình không biết chữ này chữ nghĩa gì hết á. Thì ở dưới phần này, phần đuôi á, thì bạn đó đã độ thêm cho mình một phần cái phần ba ga chính hãng của Bridgestone luôn. Thì cái này thì mình biết giá à, cái này đang tầm mức ở 950 cho đến 1 triệu.
triệu hai gì đó. Thì anh em nào mà đi xa cần rất rất cần những thứ như thế này để anh em ràng đồ với sau. Yên bằng đó cũng đã bọc lại hết toàn bộ luôn. Thì mới nãy mình ngồi là cực kỳ êm ái. Cái dè này nhìn nó rất là chắc chắn. Và không phải là bằng nhựa, không phải là bằng nhựa nha. Toàn bộ tất cả mọi thứ là đều làm bằng gan hết. Bằng gan, bằng sắt, tạo nên là độ chắc chắn. Mà mình có một lưu ý nhỏ đối với những anh em mà khi mà gắn những cái bát chắn bùn biển số như thế này. Cái này nó sẽ bị rớt ra và thậm chí nó bị cuốn vào trong đây. Anh em phải đặc biệt lưu ý vào trong những cái phần bát và gắn vào trong đây nha. Nếu không thì sau này cái phần này nó sẽ gãy hoặc là nó gặp chấn động nhiều quá nó sẽ rớt ốc và thậm chí nó cuốn vào bánh xe. Cho nên anh em sẽ gặp nguy hiểm rất là nhiều. Thì bây giờ là anh em mình sẽ cùng nhau thưởng thức tiếng bô, rồi sau đó là mình sẽ chia sẻ một vài cảm nhận nhỏ của mình sau khi mà chạy con xe bình xăng con như thế này nha. Đây 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 đây. Wow. Đây đây, anh em nghe rõ không? Máy êm ru luôn nha anh em. Máy này đây là êm ru. Cục máy là êm ru luôn. Và cái lon bô này cho một âm rất, nó hơi rác một xíu và nó thực sự nó la làng luôn. Nếu như mà hộp á, con bô này nó gọi là hơi rác. Hơi rác và hầu như là mình cảm thấy cái bao nhiêu hơi trong đây là coi như nó tọng ra ngoài hết. Thì nó sẽ chạy hơi là hụp hơi. Cho nên anh em cũng phải cân chỉnh xăng gió như thế nào cho nó hợp lý để không chạy bị hụp nha. Những cái tiếng mà cạch 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 mà từ trước đến giờ mình nghe như là cam cò nó gõ mà cũng... Đây có thể nhiều người sẽ suy nghĩ là con này nó bị lỗi cam cò đúng không? Nhưng mà thiệt sự đó không phải đó, toàn bộ 100% đó tiếng đến từ bên phía của Kim Phun. Đó. Để khắc phục điều này có hai cách. Thứ nhất là các bạn hãy xuống bình xăng con là như con xe này. Còn cách thứ hai á là các bạn hãy lên một Kim Phun có 4 lỗ chẳng hạn hoặc là 6 lỗ. Nhưng mà như vậy thì các bạn bắt buộc đối với những Kim Phun này anh em phải nhớ độ là ECU nữa nha. Coi như đây là toàn bộ tất cả những chi tiết và cũng như là con xe mình muốn gửi đến anh em. Những anh em nào mà đang chạy Scrambler thì có thể dùng những con này cũng như là lên ý tưởng và để custom lại con xe của mình từ tem xe cho đến tất cả mọi thứ theo ý của anh em. Tại vì mình đã chơi dòng Classic là coi như là anh em đã muốn custom như thế nào đó cũng như là thể hiện về tính cách của anh em đúng không? Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi kênh YouTube của Lát ngày hôm nay nha. Thì mình hy vọng là anh em hãy bấm like và đăng ký cho mình nhiều để mình có thêm động lực để ra cho anh em nhiều clip hơn nữa. Thank you anh em một lần nữa. Hẹn gặp anh em trong những clip sau. Get your blind.